Xin chào tất cả các bạn. Thì trong cái series mà vào bếp cùng con thỏ hôm nay thì em Công đã tiếp tục chia sẻ thêm với mọi người cũng là một trong những cái món ăn từ thịt thỏ. Thì món ăn hôm nay mà em Công muốn chia sẻ với mọi người đó là món thịt thỏ nấu giả cay. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu vào khâu chuẩn bị nguyên liệu nhé mọi người. Đấy là tất cả những cái gia vị chính để chúng ta tạo nên cái món thịt thỏ nấu giả cầy cho mọi người. Rồi bây giờ sau khi chúng ta đã nêm nếm đầy đủ những cái gia vị, chúng ta sẽ dùng đũa con môi gì đó ta đảo đều. Đấy, chưa nấu nhưng mà cái mùi thơm của những loại gia vị khác nhau nó đã toát lên một cái vị đặc trưng của mùi giả cầy rồi mọi người ạ. Thì ngoài ra thì lát nữa chúng ta sẽ có thêm những cái loại gia vị khác nữa trong quá trình chúng ta nấu, chúng ta sẽ thêm. Còn đây chỉ là những cái gia vị cốt yếu trong cái món khi chúng ta ướp. Hôm nay thì ngoài món giả cầy thỏ thì em có làm thêm cái món tái chanh này mọi người này. Đấy thì khách nay đặt là tái chanh, nộm thỏ và thịt canh. Thì cái nộm cái tái chanh nộm thỏ này á thì em cũng đã có chia sẻ với mọi người trong cái clip lần trước rồi. Ai mà chưa biết cách làm thì mọi người vào xem nhé. Đấy, tức là những ai mà đã đăng ký kênh rồi thì mọi người vào trong cái kênh trang chủ của kênh Công Thỏ TV đấy mọi người tìm nhé. Rồi, ta đang luộc để cho nó chín rồi lát chúng ta vớt ra cho nó ráo. Đấy, thỏ mọi người thấy thì nó thui rơm, nó rất là vàng. Đó, thỏ da nếu là thỏ già thì da nó dày, thui rơm thì nó thịt nó rất vàng và thơm. Nếu chúng ta khò bằng ga thì cái mùi nó sẽ không thơm đặc trưng bằng cái chúng ta khò và chúng ta thu bằng rơm như vậy này. Thì ngoài thành phố thì người ta không có rơm ấy, thì người ta bắt buộc là phải sử dụng khò công nghiệp. Thì ở quê như mình thì rơm không thiếu nên mình tận dụng, mình tiết kiệm được cái khoản tiền ga. Thứ hai nữa là nó sẽ tạo cho những thịt thỏ nó thơm mùi đặc trưng nhé. Rồi thì bây giờ thịt đã ướp được hơn một cả tiếng đồng hồ rồi ạ. Bây giờ em sẽ tiến hành em đưa cho chảo nóng. Ta lấy cho dầu ăn. Ta cho dầu ăn vào. Đấy, thì đối với cái món thịt thỏ thì bản chất con thỏ nó không có mỡ.
nó rất là nạc, nhiều nạc thì ăn cảm giác nó sẽ khô khan, thì chúng ta cho thêm ít dầu, dầu ăn. Và chúng ta sẽ lấy hành chúng ta phi lên, vừa tạo được mùi thơm đặc trưng cho cái món là món thỏ miền Trung, món giá cầy miền Trung. Đấy, tay cầm máy quay một tay một thao tác rất là khó nhé. Đấy, chúng ta phi hành lên nhé. Đấy, chúng ta phi cho hành nó chuyển sang màu vàng vàng và chúng ta đổ vào cái nồi giã cầy nhé. Thì hôm nay với lý do là buổi chiều cho nên là em không đi mua được cái tiết, tại vì tiết buổi sáng người ta làm lợn mới có tiết, thỏ thì làm tiết thì nó bị nó người ta làm tiết canh rồi, thì con thỏ đó đặc biệt nó rất ít tiết, với vậy là làm tiết canh rồi thì chúng ta sẽ không còn tiết để vào giã cầy nữa. Rồi, bây giờ hành đã thơm rồi nhé mọi người. Rồi, hành thơm rồi, chúng ta sẽ tắt bếp và chúng ta sẽ đổ sang cái nồi giá cầy như này. Đấy, nếu hôm nay mà có thêm được một tí tiết của lợn hay là tiết chó này thì nó rất là tuyệt vời luôn. Nó vừa đẹp màu mà nó lại vừa mực. Nhưng mà vị giã cầy nó lại càng chuẩn mực hơn. Rồi, chúng ta sẽ đảo đi nhé. Đảo thì cho mỡ cái dầu ăn nó sẽ thấm vào miếng thịt. Lát nữa chúng ta sẽ đổ nước vào. Nào thịt nó chín, nó sôi, nó thấm, nó sôi, nó săn săn là chúng ta bắt đầu bỏ nước vào nhé. Khi chúng ta nấu cho thịt thỏ nó đã săn lại rồi, chúng ta cho đổ nước cho săn sắc thịt nhé. Rồi, chúng ta đổ nước, bây giờ chúng ta đậy bàn để cho nó sôi khoảng tầm 10 đến 15 phút, chúng ta sẽ bắt ra.
Rồi thì bây giờ thì đã ướp được hơn một cả tiếng đồng hồ rồi mình ạ. Bây giờ em sẽ tiến hành em đưa cho chảo nóng. Ta lấy cho dầu ăn. Ta cho dầu ăn vào. Đấy, thì đối với cái món thịt thỏ thì bản chất con thỏ nó không có mỡ. Nó rất là nạt, nhiều nạt thì ăn cảm giác nó sẽ khô khan. Thì chúng ta cho thêm ít dầu. Dầu ăn. Và chúng ta sẽ lấy hành chúng ta phi đây. Vừa tạo được mùi thơm đặc trưng cho cái món món thỏ miền Trung, món giá cầy miền Trung. Đấy, tay cầm máy quay một tay một thao tác rất là khó nhé. Đấy, chúng ta phi hành đấy nhé. Chúng ta phi cho hành nó có chuyển sang màu cánh. Đấy, chúng ta phi cho hành nó chuyển sang màu vàng vàng và chúng ta đổ vào cái nồi giả cầy nhé. Thì hôm nay với lý do là buổi chiều cho nên là em không đi mua được cái tiết, tại vì tiết buổi sáng người ta làm lợn mới có tiết, thỏ thì làm tiết thì nó bị người ta làm tiết canh rồi, thì con thỏ đặc biệt nó rất ít tiết, với vậy là làm tiết canh rồi thì chúng ta sẽ không cần tiết để bỏ giả cầy mà. Rồi bây giờ hành đã thơm rồi nhé mọi người. Rồi hành thơm rồi chúng ta sẽ tắt bếp và chúng ta sẽ đổ sang cái nồi giả cầy bên này. Đấy, nếu hôm nay mà có thêm được một tí tiết của lợn hay là tiết chó này thì nó rất là tuyệt vời luôn. Nó vừa đẹp màu mà nó lại vừa mực. Nhưng mà vị giả cầy nó lại càng chuẩn mực hơn. Rồi chúng ta sẽ đảo đi nhé. Đảo để cho mỡ cái dầu ăn nó sẽ thấm vào miếng thịt. Lát nữa chúng ta sẽ đổ nước vào. Nào thịt nó chín nó sôi nó thấm à, nó sôi nó săn săn là chúng ta bắt đầu bỏ nước vào nhé. Khi chúng ta nấu cho thịt thỏ nó đã săn đại rồi chúng ta cho đổ nước cho săn sắp thịt nhé. Rồi chúng ta đổ nước rồi, bây giờ chúng ta đậy bàn lại để cho nó sôi khoảng tầm 10 đến 15 phút thì chúng ta sẽ bắt ra.